Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay em giải thích cho nhiều bạn hỏi cái câu là anh ơi cố định cây lan chắc chắn thì là như thế nào. Thì nhiều bạn vẫn cứ hỏi câu đấy. Có nghĩa là cố định là mình mới ghép ấy, mình phải cố định cho nó không bị lung lay. Để làm gì? Để sau này ấy, khi mà cái rễ này này, mọi người hiểu này, cái rễ này này, nó có cái đầu lon này, đầu rễ này để phát triển này. Nếu mà mọi người ghép mà nó cứ đong đưa như này đúng không? Thì cái đầu rễ này này nó sẽ bị đưa cạ đi cạ lại như này, nó sẽ bị thui hỏng cái đầu rễ này, thậm chí là gãy luôn. Nếu mà mọi người chưa biết cách chăm, chưa biết cách ghép thì mọi người đã chăm làm sao được. Nếu mà ghép mà cứ lúc này thế này, mọi người có phun thuốc gì thì nó cũng không có tác dụng, vì nó ra được cái đầu rễ nào nó bị đong đưa này, nó chạm vào đây thế là hỏng luôn. Coi như là cây đấy là kém phát triển, thậm chí là có khi còn mà nó đong đưa vào nó gãy ra thế này, xong rồi đến khi mà tưới nước vào đây này, nó ngấm vào đây thì nó thối rễ thì thối lên gốc, xong rồi thối cái thân. Thế là hỏng. Đấy nên là nhiều bạn bảo anh ơi cố định cây lan chắc chắn là như thế nào? Là mình cố định để không cho nó đong đưa, gió nó không bị đong đưa. Thế thôi, còn cách cố định thì bây giờ hôm nay em ghép lại cho. Một lần vẫn ghép như vậy mà nhiều người vẫn không hiểu. Mọi người ghép không đúng thì mọi người có chăm sóc kiểu gì thì nó cũng chả phát triển được đâu. Nó cũng bị hỏng thôi. Không có tre thì dùng dây nhôm nhá. Giờ đấy, còn bảo nhà em không có tre thì phải dùng cái đũa ấy. Lại nhà em không có tre nữa, chẳng nhẽ giờ hướng dẫn trồng lan xong này còn phải kiếm tre cho nhà em nữa. Nhiều người hỏi câu nhiều lúc cũng rất hay. Cũng một phần là do em không hướng dẫn được chi tiết hết nên là mọi người thông cảm nhé. Em thì cũng không khó khăn gì đâu nhưng mà nhiều lúc hướng dẫn rồi xong mọi người cứ hỏi lại. Đây, mọi người cứ xoắn cái dây nhôm này vào dưới cái chân chậu này đi. Cái chậu này là em chưa cột móc vì cột móc vào nó khó làm. Nên là mọi người cứ lấy cái dây nhôm ấy. Mọi người nhớ dây nhôm hoặc dây đồng thôi nhá, thì nó không bị han. Mọi người dùng cái dây kẽm ấy là vài bữa nó han là cái rễ lan bám vào đấy là nó hỏng. Nên là tại sao em cứ bảo là dùng sắt bọc nhựa. Sắt bọc nhựa thì nó cũng không bị han. Nó han bên trong thì cái nhựa nó cũng không han. Đấy. Mọi người để cái phần này lên trên được. Có nhiều cách lắm, mọi người không phải làm giống như kiểu của em đâu. Mà có nhiều cách lắm, mọi người không nhất thiết phải làm như thế này. Đây, trong nữa em cột hai cái cây vào đây. Cột hai cái cây vào đây, em cho vỏ thông vào đây. Đấy, hoặc là mọi người có thể ghim ở trên này. Ví dụ như cái cây này đi, thì mọi người cứ cho giá thể vào. Xong trong nữa cái trên này này, cột một cái cây ngang từ đây qua đây thôi. Ngang từ thành chậu này qua thành chậu này là nó rất chắc chắn rồi. Hoặc những cái cây này không có cái thân già ấy, thì mọi người cột cố định vào đây. Đây như thế này là nó chắc chắn rồi. Nhiều bạn là không biết làm, cứ cho vỏ thông vào hết, xong rồi bắt đầu với tìm cách cột cái cây ở trên. Cột cây ở trên thì đến lúc cột vào cái móc ấy, nó đong đưa theo cái móc, thế là hỏng. Thì bây giờ em cho vỏ thông vào xong em làm. Vỏ thông em cho lửa chậu rồi thì xong em rắc một ít rêu ở cái đoạn giữa này, để cho nó dễ nó bám xuống dưới này, nó giữ ẩm, chứ độc vỏ thông khô mà 2 ngày 3 ngày không tưới là nó khô. Đấy, chỉ cần một ít này thôi. Đây, như cái này này em đảo lẫn vỏ thông với sơ dừa này. Đấy, 3-4 ngày em mới tưới một lần, mọi người nhìn thấy cái rễ không? Cây này người ta vứt đi xong em nhặt về, tách ra được rất nhiều cây luôn. Cây này là thiên nga, còn chả biết là thiên nga gì. Nhưng mà người ta vứt đi, mình tiếc quá mang về. Đấy, mọi người nhìn em đảo sơ dừa với lại vỏ thông ấy, rễ nó ra trắng xóa luôn. Đơn giản lắm, mà em chăm lan nhàn lắm, em thấy mọi người chăm lan vất vả quá. Giống như cái này nó rễ nó dài rồi đúng không? Thì mọi người cứ cột tạm vào đây đi. Dùng cái này dùng dây thít nhá mọi người. Hoặc là dây vải nhá. Nếu mà ai không có dây thít thì dùng dây vải nhá. Chứ đừng lại vào hỏi anh ơi em không có dây thít thì dùng dây gì? Dùng dây vải. Đâu nhất thiết là người ta hướng dẫn dây thít là phải dùng dây thít đâu. Dây vải cột vào nó còn đỡ bị hỏng cây hơn là dây thít đấy. Dây vải nó vừa mềm và nó không bị nằn vào cái thân cây. Cái cây mà có rễ như này ấy thì mọi người vắt cái rễ nó ngang qua nhé, đừng cắm xuống, vắt nhẹ nhàng thôi, làm nhẹ nhàng thôi. Có rễ rồi thì làm nhẹ nhàng thôi. Nhiều người sợ lúc đầu sợ là không dám làm, nhưng mà cứ làm nhẹ nhàng thôi. Làm nhẹ nhàng không sao hết. Người nhìn cái tầm gốc này không? Nó cũng ở bằng cái mặt chậu này thôi. Nhưng mà cái rễ này chốc nữa mình sẽ lấp vỏ thông và rêu vào. Cứ ghép xong rồi để đấy. 3 ngày 4 ngày sau hẵng tưới. Chứ cái tâm lý người mới chơi ấy là cứ sợ nó chết là ngày có khi tưới 2-3 lần. Ghép xong cái là phải tưới ngay. Tưới như thế là hỏng nhé mọi người. Cứ từ từ rồi Lúc đấy hiểu cây lan rồi ấy, thì lúc đấy mình có vứt không nó cũng không chết được. Là đừng có sợ nó chết. Em thì không bao giờ em tưới ngay, cứ ghép xong cứ vứt chán chê đi, vứt hết ngày này sang ngày khác. Đến lúc có nhiều cây vứt khô ấy, rễ nó ra rồi xong em mới tưới nước. Lúc đấy thì có tưới thế tưới nữa nó cũng không thối được. Đấy, cây này thế ghép vào luôn. Cây mà nó cong cong như này mọi người tìm cái điểm nào mà nó thẳng ấy, mình hãng cột dây. Cái rễ, cái gốc này này, không nhất thiết là nó nằm ở cạnh cái cột này đâu, cạnh cái cây này đâu, mà nó nằm cách ra một tí cũng được. Đừng quan tâm cái ngọn này nhé, quan tâm là làm sao sang năm cái mầm gốc này nó lên này. Đấy, chơi phải chơi đến năm 2. Năm đầu tiên thì nó có ra hoa thì nó cũng chỉ ra được 1-2 bông thôi, nó không ra được. Cây nó có dài được nên mấy mét đâu mà nó ra được nhiều hoa. Nên là mọi người chơi thì cái gì cũng thế, chơi nó phải từ từ. Mới ghép xong kỳ cũng có bạn vào hỏi bảo anh ơi chỉ em cách kích hoa. Hỏi cây to chưa, bảo em mới mua một cái kỳ về muốn kích hoa. Cái kỳ với được 3 sen đã kích hoa để làm cái gì đâu. Cứ từ từ chơi cái này, nó phải chơi cây là nó phải từ từ, phải chờ đợi, nhất là hoa lan. Mới mua cái kỳ về đã đòi kích hoa để làm gì? Cây của mình thì có khỏe đâu mà kích hoa. Đấy, cái rễ này này, mọi người cứ kệ nó nhá. Nó có ăn ra ngoài chậu thì cũng cứ kệ nó nhá. Sau này trong này nó ẩm tự nó sẽ bò vào. Nó khôn lắm, rễ lan nó khôn lắm. Và nếu mà bẩn, mà giá thể mà bẩn ấy, giá thể mà cái chậu này mà bẩn ấy, nó sẽ đâm ngược lên trên này. Đấy là dòng phi điệp, em để ý thấy nó như thế. Cái rễ lan này này, đầu tiên ấy, mọi người cứ cho một ít rêu vào đây, ít thôi, đừng sợ thối. Nếu bạn nào sợ thối thì không cho cũng được nhé. Nhưng mà em thì em không sợ thối. Cái chậu của em ghép này, một nửa chậu rêu, một nửa chậu vỏ thông, chỉ tốn thôi, chứ còn không sợ thối. Đấy, xong rồi cho vỏ thông vào thì nó đỡ chạm vào cái đầu rễ đấy. Cái vỏ thông này nó cũng không phải là mềm mại, nó cứng và nó có cạnh. Nhiều người sợ ẩm, sợ thối thì cho ít thôi nhé, nhưng mà vẫn phải cho nhé. Em thì em cho nhiều lắm, chả sợ cái gì cả. Đấy, giống như cái này, đưa như thế này, cái cây nó có bị đong đưa đâu, mọi người thấy không? Nên là dễ nó sẽ bám được. Và ghép xong như thế này nhé mọi người. Mọi người lưu ý ghép xong như thế này nhé, thì để ở trong chỗ mà tránh mưa ấy, và không tưới vào 4 đến 5 ngày vào. Nó không chết được đâu, nó không việc gì đâu. Sau 4-5 ngày rồi hãng đem ra tưới, hãng chăm sóc nhé. Và cách chăm sóc thì em có nói rồi đấy. Em chỉ dùng mỗi cái phân bón ná NPK 20 đều ấy, và cái B1 thôi. Còn đâu là em cũng làm thêm phân chuối để em phun. Mình chơi mà mọi người cứ học theo nhà vườn làm gì. Mình chơi làm sao cho nó nhàn đi, đừng có suốt ngày phân thuốc làm gì, suốt ngày phải phục vụ mấy cây lan làm gì. Đừng để nó chơi ngược lại mình. Mình chơi lan chứ đừng để lan chơi ngược lại mình. Đấy, em ghép như này là xong rồi đấy. Cái này nó có đong đưa đâu, gió thì cũng kệ nó thôi, gió thì nó cũng thổi thôi. Nhớ mà mọi người cột, mọi người không cố định cái cây này ấy, nó cứ đong qua đong lại là hỏng dễ. Đấy, có như vậy thôi. Còn móc thì chốc nữa em cột sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.